Cảm ơn cô bác, ông bà trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm. Cảm ơn các mạnh thường quân và các chú thợ tấp đã thương gia đình. Con cảm ơn các chú thợ hồ và các chú thợ sắt làm nhà cho con. Dạ con xin hết. Dạ gia đình chúng con xin cảm ơn. Thì nãy giờ các anh em ngồi đợi thì một cái chuyến xe cũng chở cái tủ chén tới nè. Đây là một cái phần quà của chị Thí Nguyễn ở Mỹ, cô bác của anh chị. Thì hỗ trợ trợ một cái tủ để mà đựng những cái chén á, những cái ly đồ. Sau khi được chị Hà ở Sài Gòn á hỗ trợ. Cũng có một nơi để mà đựng chén á cô ha. Đẹp quá. Cảm ơn con Thí Nguyễn. Đẹp quá trời. Cảm ơn con Thí Nguyễn nha. Để đây là thấy hợp lý anh ha, để cặp cái bếp ga giùm em. Được không? Được, vừa luôn, vừa luôn. Quá vừa luôn. Anh cái này nó chốt ra trong đây anh. Dạ. Ở bên đây là cái chốt nha cô. Cái chốt khóa. Ở ra thôi tại không biết cái việc việc nha. Đó, có cái chốt bên nữa đúng không? Cái chốt ngang đó cô. Dạ. Nên mình chỉ mở một bên thôi đúng không? Chỉ có một chìa khóa thôi cho nó đỡ ấy. Cái tủ này là 2 triệu rưỡi. 2 triệu 6 bớt còn 2 triệu rưỡi. Em chuyển khoản luôn nè. Tủ đẹp ha. Đẹp quá, dễ thương quá. Tủ này gồm có là 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn. Tủ này chắc 8 tấc á. Tủ bề ngang 8 tấc. Cao 1 mét rưỡi. Ngang mét. Ngang mét hả? À đúng rồi, 2 viên gạch. Ở dưới này viên gạch mỗi viên 5 tấc thì có bác của anh chị. Ê, bây giờ còn bao nhiêu tiền nè? 3 triệu 450. 3 triệu 450 nữa đúng không? Rồi em sẽ chuyển khoản cho anh luôn ha. Đồ của chị Hà ở Sài Gòn á, tặng thành nữ là bây giờ không có chỗ để trong thùng xốp. Bây giờ chắc bỏ trong xốp này ra hả cô Út ha? Dạ, bỏ thùng đó nha. Rồi bây giờ anh em mình thì tạm thời quay một đoạn ngắn như vậy thôi, cho cô Út đi ra nói lời cảm ơn với quý mạnh thường quân, cũng như là canh công bố danh sách số tiền á, để cho cô để bà cái vô đi. Thưa với cô bác quý anh chị thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền chi tiêu đến thời điểm hiện tại ha. Thứ nhất là cái tivi Samsung 43 inch gồm có giá treo và dây điện để nối với lại cái phần điện luôn là tổng cộng là 8.850.000 đồng. Thứ hai là giường học, bàn học, tủ chén, rồi nệm, ở đây gồm có 3 cái bàn, một cái bàn lớn và 2 cái bàn nhỏ là 6.450.000 đồng. Thứ ba là một cái cửa sổ khung sắt, cửa sổ với lại cái khung sắt ở phần sau á, hai cái cửa sổ là 3 triệu. Với lại khung màn sắt cửa sổ đằng sau thì anh Vũ nói lấy là khoảng 500 thôi, nhưng mà thôi thấy các anh Hợp làm cũng cực khổ thì là 4 triệu đồng. Ha, cô bác anh chị. Tiền B của anh Hợp để sơn lên cái phần bơi màu cà phê sữa đó, thì anh Hợp trưa nay anh sẽ bơi luôn. Thì chiều các anh em sẽ cập nhật cho cô bác anh chị luôn là 9.960.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền chi ra là 20.260.000 đồng. Và sau đây thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách quý mạnh thường quân ủng hộ cho nhà, mua nội thất cho nhà của cô Út ha. Thứ nhất là kênh Anh Một Đồng. Kênh Anh Một Đồng thì cô Kim gửi ở lần thứ nhất á, là gồm có là cô Kim thì con của cô là Tâm Loan nè, Trường Tiên nè, Giang Trinh ở Mỹ là 300 USD, tương ứng với lại là 7.305.000 đồng. Thứ hai là chị Dung ở Sài Gòn ủng hộ mua chiếc xe đạp là 1.500.000 đồng. Và cô Kim ở Mỹ gửi lần hai là 200 USD, tương ứng với lại 4.886.000 đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch mấy ngàn á là do là cái tiền nó lên xuống á cô bác không chị, do đổi cái tiền đô nó lên xuống á. Và kênh của Bùi Hồ thì gồm có chị Hằng ở Mỹ 100 USD, tương ứng với 2.450.000 đồng. Hai là gia đình của chị Trinh Anh Hùng ở Mỹ là 1.800.000 đồng. Ba là chị Thí Nguyễn ở Mỹ ủng hộ 100 USD, tương ứng với 2.443.000 đồng. Bùi Hồ cũng ủng hộ thêm để mà mua cái tivi. Tại lúc trước thì Bùi Hồ có nói rằng là cái tivi này khoảng 7 triệu mấy đó, 8 triệu. Thì Bùi Hồ cũng ủng hộ tiền của mình một phần nhỏ vô mua cái tivi. Tại vì tivi hiện nay là tới 8.850.000 đồng. Tivi là 8.850.000 đồng. Đó, thì là nữ là cộng luôn cái phần giá treo đó
Đó là những cái chi phí mà của toàn bộ cái TV. Thì Bùi Hồ ủng hộ thêm là 1.600.000 đồng cô bác quý anh chị. Thì tổng cộng cái số tiền của Quý Mạnh Thường Quân của kênh Anh Một Đồng, kênh Bùi Hồ là 21.984.000 đồng. Vậy thì cái phần tiền mình đã chi ra đến thời điểm hiện tại là 20.260.000 đồng. 21.984.000 đồng trừ đi cho 20.260.000 đồng, còn lại là 1.724.000 đồng. Và chiều nay á, thì Bùi Hồ cũng sẽ cùng với lại em Tường đi mua một cái chiếc xe đạp cho em. Còn như bao nhiêu, nếu còn dư bao nhiêu thì sẽ trao lại cho em. Để ít ra thì cũng có cho em để mà có thể chiều nay mua một cái phần gì nhỏ nhỏ để ăn, bằng những cái món đồ lớn lớn như thế này. Chẳng hạn như là mua một con vịt nấu cháo cho cả gia đình mấy bà đoàn viên ở trong nhà ăn, đúng không anh Một Đồng? Một lần nữa thì Bùi Hồ và các anh em cũng sẽ cập nhật, cũng như là Một Đồng Út Đồng Tháp sẽ cập nhật về cái nước sơn chiều nay anh Hợp ảnh sơn á, cho cô bác quý anh chị biết luôn. Rồi sau đó là mua một cái chiếc xe đạp, cũng như review toàn bộ cái ngôi nhà, những cái vật dụng nào có sẵn cho cô bác quý anh chị biết luôn. Còn bây giờ đến thời điểm hiện tại á, thì số tiền nhận được là 21.984.000 đồng, đã chi ra đến thời điểm hiện tại là lúc 11 giờ trưa là 20.260.000 đồng, còn lại là 1.724.000 đồng. Và Bùi Hồ thì cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả các cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho nhà của cô Út ở đây có một ngôi nhà khang trang, ấm cúng mà đầy đủ tiện nghi như thế này. Hả cô bác quý anh chị? Thật ra là cơ duyên đó, thì được quý mạnh thường quân chung tay nhau đến đâu thì các anh em sẽ xây nhà đến đó. Nên đành nữ là mỗi nhà mỗi khác nhau và nội thất nó cũng khác nhau. Nhận đến đâu các anh em sẽ hỗ trợ cho hoàn cảnh của các cô nói riêng và hoàn cảnh khó khăn nói chung ha. Còn bây giờ thì một lần nữa ba anh em tha thiết chân thành gửi lời chúc sức khỏe an lạc đến tất cả cô chú quý anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh khó khăn của cô Út đến thời điểm này, kể cả phần nhà rồi phần làm cho các bé có nhà vệ sinh hết luôn á, rồi nội thất như thế này. Còn bây giờ chắc có lẽ là đại diện cho gia đình đó thì cô Út sẽ nói lời cảm ơn trước ha. Dạ. Tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có tấm lòng vàng như các ông bà cô bác, anh chị gần xa trong nước và ngoài nước đã ủng hộ và tài trợ và đã cho như gia đình và cháu tôi được căn nhà, nhà vệ sinh, rồi làm nhà tắm, rồi đầy đủ tiện nghi trong nhà, không thiếu một món gì hết. Tôi xin cảm ơn. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả các toàn thể anh, ông bà, anh chị em, cô bác trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe, được dồi dào và làm ăn lúc nào cũng phát tài phát lộc. Còn để giúp những mảnh đời khó khăn như hiện tại như gia đình chúng tôi bây giờ, tôi xin cảm ơn. Tường. Dạ, con cảm ơn đã tặng cho gia đình con một cái TV, với nhà vệ sinh và một căn nhà với một chiếc xe đạp. Cảm ơn. Tuyết. Ô Tuyền. Dạ, con xin cảm ơn quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, cô bác với cô bác ông chị đã cho con những món đồ mà con hồi đó con yêu ước. Dạ, con cảm ơn. Con cảm ơn các mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng cô bác ông bà đã giúp con có nhà, mấy nhà vệ sinh, con có TV, có bạn học, con xin cảm ơn. Rồi bây giờ chắc có lẽ là con sẽ đọc một cái bài thơ như hôm trước chú nói đúng không? Rồi con cầm vừa cầm cái mic vừa đọc đi. Dạ được rồi. Con đọc cũng được, em con cũng đọc, ai đọc cũng được. Hai đứa đọc luôn. Hai đứa đọc luôn. Rồi nói thì trước tiên con xin tặng bài thơ cho ông bà cô bác. Dạ, con xin tặng bài thơ cho tất cả ông bác. Con xin tặng bài thơ cho cô chú anh chị, ông bà cô bác. Căn nhà mơ ước bình minh nay đã hé cười, nay con đã có căn nhà ước mơ. Nhờ ơn cô bác ông bà cho con tất cả những gì con mơ, nào là giường nệm bếp ga, nhà cao cửa rộng quạt trong quạt ngoài, cho con cái tủ cao cao, cho luôn nhà tắm và nhà vệ sinh. Nay con thoát cảnh phập phồng, không còn lo sợ bão bùng gió mưa. Cảm ơn cô bác ông bà trong và ngoài nước cùng các nhà hảo tâm. Cảm ơn các mạnh thường quân và các chú thợ tấp
đã thương gia đình. Con cảm ơn các chú thợ hồ và các chú thợ sắt làm nhà cho con. Dạ con xin hết. Dạ gia đình chúng con xin cảm ơn. Ôi trời ơi, tuyệt vời, xúc động. Thật ra là như thế này nè, các bé rất là có trách nhiệm của bác anh chị. Mình bảo đảm, Bùi Hồ bảo đảm cô bác anh chị là lời nói của Bùi Hồ á là lúc trước là dặn các bé khi mà quay trở lại đọc cho các chú nghe là dặn để cho giống như là cho vui, để cho bé có một cái trách nhiệm. Nhưng mà phải nói là các bé rất là có trách nhiệm đối với đúng cái rồi. Việc của mình dặn dò đúng không? Đúng rồi. Hay quá, các chú khen con. Bây giờ các chú đang cầm máy rồi không có vỗ tay được, tự thưởng mình bằng một tràng vỗ tay đi. Cô bác, ông bà, cô chú anh chị, mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp cho hoàn cảnh của mình, vì thấy gia đình của mình rất là khó khăn đó. Và cô chú thấy là tuổi của con còn rất là trẻ và biết cố gắng học hành, thì cô chú bà mong rằng á, sau này lớn á, các con sẽ làm việc lao động có đồng tiền để nuôi lại ngoại của mình ha. Rồi nếu như mà có cố gắng thành đạt á, thì phải suy nghĩ lại những lúc mình khó khăn nhất để mình có những cái lòng từ bi, mình giúp lại những cái hoàn cảnh khó khăn cũng như mình đã từng khó khăn. Mình cho người khác thì có một cái câu chuyện là khi mình cho người khác thì mình sẽ nhận lại được cái gì. Thật ra thì những cô chú anh chị là quý ông bà, quý mạnh thường quân á, không mong nhận lại gì á, chỉ mong nhận lại hai chữ từ bi thôi. Vì đâu đó rằng khi mà cô chú anh chị trao những cái phần quà như thế này cho các bé đó, thì các bé sẽ thấy rằng là cuộc sống này còn sự yêu thương, còn sự giúp đỡ và còn rất nhiều người tốt. Các bé sẽ nhận được cái hai chữ từ bi từ cô bác của anh chị. Và từ đó thì cái lòng từ bi nó sẽ trỗi dậy trong lòng các bé. Các bé thấy những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo thì các bé sẽ giúp đỡ những người khó khăn hơn nữa. Thì mong rằng là những cái yêu thương này nó sẽ lan tỏa những cái thông điệp đến tất cả mọi người để mà yêu thương nhau. Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại Tường nè đang có mặt tại một cái cửa hàng bán xe đạp. Thì trước khi em đến đây thì Bùi Hồ cũng muốn hỏi cô một cái chiếc xe đạp bao nhiêu. Thì cô nói là 1.750.000 tặng luôn cái ống bơm. Còn nếu như mà không lấy ống bơm thì cô lấy 1.700.000. Còn nếu như làm từ thiện thì cô lấy 1.700.000 luôn, lấy lại ống bơm. Rồi bây giờ cuối cùng có ống bơm với lại có cái chiếc xe đạp là vẫn còn 1.750.000. Nhưng mà cô bớt 50 đó, chia sẻ với cô bác anh chị vậy ha. Và phần quà này á là được sự ủng hộ của một chị của kênh anh Một Đồng. Đó là chị Dung. Chị Dung ở Sài Gòn gửi tiền mua xe đạp 1.500.000 đồng. Thì lúc nãy thì ở video clip trước á, thì Bùi Hồ có nói rằng á, là còn lại số tiền là 1.724.000 đồng. Đó thì bây giờ cô lấy 1.700.000 còn dư được 24.000. Và cũng nói với chị Dung á, là như thế này. Tại vì chị Dung á, gửi 1.500.000 chị có nói là mua chiếc xe tầm khoảng 1.000.000 hoặc 1.200.000. Nó mà như thế này là trong cái tiệm xe này á, thì là cái giá xe này là cái giá là 1.700.000 này là giá cái giá rẻ nhất đó chị. Thì có thể là còn những cái khoản tiền bên kia thì sẽ lắp qua để mua cho em được một chiếc xe đạp luôn. Dạ. Thì đây là số tiền 1.750.000 sau khi tặng luôn cái ông bơm bớt 50.000 thì còn lại là 1.700.000 đúng không? Đúng rồi, bác cho con 1.700.000 là giá của công ty đó. Dạ. Thì bác cho ta là 1.800.000 nữa. Dạ. Tặng luôn, không có tính tiền cho bé ấy từ thiện cho bé được không? Đây con gửi cho cô luôn. Rồi. Rồi giờ qua đây ông thợ chỉnh cho gì lấy tặng cho con bơm vé bảo hành cho. Dạ, mua một chiếc vé bảo hành cho. Ở Tường. Tường ở đâu con? Rồi để bà ấy rồi dán qua đây rồi. Là chiếc xe này có luôn cái ống bơm và bảo hành 1 năm. Bảo hành là 1 năm. Sao bây giờ con nhìn chiếc xe như thế này con cảm thấy sao? Vừa không? Chiếc xe cái màu này con chịu không hay là con cho màu khác? Nè nó có nhiều màu nghe con. Nè con cứ lại con chọn đi. Một sườn, con này hai sườn, tính hai sườn hơn sườn. Cái đó, một sườn thôi. Cái đó một sườn, con này hai sườn nó đồng giá với nhau thì con cứ lựa. Con cứ lựa. Không, con lựa màu. Con lựa màu đi, màu nào nào. Màu thì này con màu, cứ chọn. Màu này là màu dạ, màu dạ. Đen đó con. Màu gì đây? Màu đỏ, màu đen. À, màu đen, màu đen. Màu đen. Kia. Màu đen. Còn cái này bên này. Đây nè. Gỡ con vô con chọn. Đâu gỡ cái màu này ra con coi cái cô. Màu inox.
đây sườn cái nóc. À sườn cái nóc màu trắng luôn. Cái đó sườn sơn thì sắt sơn. À, sườn sắt chỗ nào? Sắt sơn. Chỗ này hả? Hai chiếc nó bằng giá nên con không có ngại. Rồi rồi cho con lấy đi. Lấy. Ông thợ cũng lấy cho con. Vậy là chịu màu này luôn phải không? Rồi, qua lấy con cháu đi. Qua đây. À. Thì là vui gì nè anh Đồng. Là sao? Là ngày 20 tháng 11. À đúng rồi. Ngày riêng thầy giáo. Đây là cũng là ngày mua xe để đi học luôn. Mua đi học nghề. Đây. Ừ. Con nói lời cảm ơn bà đi con. Dạ. Cảm ơn bà. Do cô thương bé này. Nhà nghèo rồi tại hôm đi học nên cô tặng riêng 200 ngàn để mua tập vở đi học đó. Vậy cái này được gọi là đầu xuôi đuôi lọt nè. Quý lắm. Rồi tại vì thường mấy đứa nghèo là cho cái cặp mà bữa nay thì hết cặp rồi thì tặng cho này đi. Tặng này là nghỉ học rồi đi học gần ngày hết tóc cô. Thôi vậy đi mua dụng cụ. Dạ. Mua cái tông đơn không có gì đó. Ôi ôi lột ra giờ màu đẹp kìa. Cái này giống như xe mà ấy rồi đẹp. Dạ. Con mua chỗ khác không có giá này đâu. Dạ. Không phải mình đã tốt chứ. Dạ. Cô ở đây thì cũng có cái tấm lòng từ thiện đó cả nhà. Thường các bé đến đây mua thì cô thường tặng cái cặp. Ôi được ông thầy tặng nước suối nữa kìa. Dạ 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 cảm ơn thầy cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Trời ơi, bữa nay may mắn quá. Rồi. Rồi bây giờ sau buổi hồ, bây giờ như thế này đi, khi nào về tới nhà thì mình sẽ quay tiếp hay sao? Cô không phải để đợi giờ. Không mà này đẹp, mặt tinh đẹp. Hôm nay đẹp. Trời, tường. Khổ lắm, không đi học thấy con được rồi. Ba thì bỏ lâu rồi, còn mẹ thì đi làm công nhân. Sao mà không biết được con ủng hộ người dân giới thiệu các cái ngôi nhà ở dưới cho bà ngoại đi bán vé số tới nuôi ba người cháu. Rồi bây giờ là Thái đi học nghề hết tóc. Rồi Mạnh được Quân hỗ trợ đi học nghề. Bây giờ là Mạnh được Quân cho thầy mua chiếc xe đạp để đi học nghề. Dạ chưa. Bây giờ bà vô học là không ăn không thầy thôi nhưng mà đâu học ở Vũng Liêm Vĩnh Long. Dạ có người giới thiệu. Đó, chú cũng chạy kìa. Đó. Thử xe. Con ở đâu, Rồi, quá em rồi. Cô rồi cho cái tông trên công đơ luôn hả? Trời ơi. Cảm ơn cô đi. Bích đâu có bán tro điện có bích có bán tro điện để đây là cái tiệm của cô, đó là cái tiệm là cho cửa hàng Bích Phương. Dạ cô bán với chị có đây ghé ủng hộ ai khổ là cô đều giúp đỡ nhiệt tình hết á. Để lên không. Rồi cô quá tốt rồi cả nhà ơi. Từ từ nghe, thử nha. Chạy nhìn nó trước con.
Đó. Biết. Biết không? Biết mà xe sợ. Bây giờ để mấy chú chạy về cho. Mấy chú chạy về. Thôi bây giờ kết thúc clip ha. Kết thúc đi. Rồi, bye bye.